nơi khởi nguồn sức mạnh, thổi bùng những khát khao, kiến tạo sự vững bền cho tương lai thịnh vượng, nơi giá trị còn mãi với thời gian. Hòa Phát, khu liên hợp sản xuất gang thép Hải Dương. Với gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gang thép, công ty cổ phần thép Hòa Phát hiện là chủ đầu tư vận hành khu liên hợp gang thép tại Hải Dương. Được khởi công xây dựng từ đầu năm 2008 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2010 với tổng diện tích lên tới 76 hectare, công suất 850.000 tấn một năm, tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng. Khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là một trong những khu liên hợp sản xuất thép có chu trình khép kín, đồng bộ, quy mô và hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay. Đây là dự án trọng điểm tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn nhất cho thép Hòa Phát, góp phần đưa Hòa Phát trở thành một trong hai nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam. Hòa Phát tự hào là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ lò cao hiện đại, sản xuất thép theo quy trình khép kín, từ quặng sắt tới thép xây dựng thành phẩm. Đầu tiên, quặng sắt được chế biến và tuyển lựa, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Quặng tổng hợp các loại có độ hạt chưa phù hợp sẽ được đưa vào lò thiêu kết và vê viên để tạo cục phù hợp trước khi đưa vào lò cao. Sau khi quặng sắt được vê viên, cùng với than cốc, vôi và các phụ gia khác được đưa vào lò cao để nấu thành gang lỏng. Lò gió nóng đưa khí nóng vào lò cao kết hợp với khí than để luyện gang. Gang lỏng từ lò cao sẽ được chuyển sang lò trộn ở nhà máy luyện thép trước khi đưa vào lò thổi oxy để khử carbon trong gang. Sau đó, thép lỏng sẽ được đưa vào lò tinh luyện đạt mác thép theo yêu cầu, rồi chuyển sang máy đúc liên tục cho ra những sản phẩm phôi vuông. Phôi thép sau đúc được đưa sang lò gia nhiệt của nhà máy cán để cán ra các loại thép thanh và thép cuộn chất lượng. Toàn bộ quá trình luyện gang thép được diễn ra trong chuỗi nhà máy liên động khép kín của khu liên hợp. Tương ứng với mỗi công đoạn là vai trò của những nhà máy chuyên biệt, bao gồm nhà máy chế biến nguyên liệu, nhà máy luyện gang, nhà máy luyện thép, nhà máy cán thép và các nhà máy phụ trợ khác. Khu chế biến nguyên liệu bao gồm 3 hạng mục sản xuất chính: tuyển quặng, lò vê viên và lò vôi có vai trò cung ứng nguyên liệu đầu vào cho nhà máy luyện gang và luyện thép. Với công suất 1.000 tấn quặng thô một ngày, tương đương với 330.000 tấn quặng một năm, dây chuyền chế biến quặng thô thành quặng tinh sẽ góp phần cung cấp cho dây chuyền thiêu kết khoảng 30% khối lượng quặng. Từ quặng tinh của nhà máy tuyển sẽ được nghiền lại tới cỡ hạt yêu cầu rồi đưa vào vê viên. Thành phẩm của lò vê viên sẽ được đưa vào lò cao cùng với các nguyên liệu khác để luyện ra gang. Hiện nay, khu liên hợp có 2 nhà máy vê viên với tổng công suất 700 tấn một ngày, tương đương với 231.000 tấn một năm. Trong dây chuyền chế biến nguyên liệu còn có 2 lò vôi với tổng công suất 165.000 tấn một năm và 2 lò cốc của công ty thành viên năng lượng Hòa Phát nằm trong khu liên hợp với tổng công suất 700.000 tấn một năm. Khu liên hợp có 2 nhà máy luyện gang với tổng công suất 850.000 tấn một năm. Trong đó, mỗi nhà máy bao gồm một dây chuyền thiêu kết và một lò cao hiện đại. Đây là bước đệm vô cùng quan trọng, cung cấp gang lỏng để luyện phôi thép. Hai nhà máy thiêu kết hoạt động với công suất 4.250 tấn một ngày, tương đương với 1.400.000 tấn một năm, sử dụng nguyên liệu đầu vào là tinh quặng, quặng hàm lượng sắt thấp, than cám, vôi và dolomit để sản xuất quặng thiêu kết đường kính 5 đến 150 mm sử dụng cho lò cao. Sự hoạt động của hai lò cao dung tích lớn 350 mét khối và 450 mét khối cùng hệ thống nạp liệu, phối liệu, phun tan và gió nóng chính là nền tảng quan trọng đảm bảo nguồn phôi thép ổn định và chất lượng phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, để ổn định sản xuất và tiết kiệm chi phí, công ty cổ phần thép Hòa Phát đã đưa trạm phun than vào loại hiện đại và lớn nhất Việt Nam đi vào hoạt động.
khu phun than vào hoạt động sẽ giúp giảm lượng than cốc đưa vào nấu luyện một cách rõ rệt, từ 750 kg trên 1 tấn gang lỏng xuống chỉ còn 420 kg trên 1 tấn gang lỏng, giảm chi phí sản xuất. Hiện Hòa Phát đang vận hành hai nhà máy luyện thép sử dụng công nghệ lò thổi oxy BOF Basic Oxygen Furnace với tổng công suất lên tới 850.000 tấn thép một năm. Đây là công nghệ hiện đại lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam, giúp giảm thiểu tối đa tiêu hao năng lượng và thân thiện với môi trường. Nguyên liệu chính của nhà máy chủ yếu là gang lỏng được cung cấp từ nhà máy luyện gang, có bổ sung phế liệu thép cùng với một số hợp kim để sản xuất ra các loại phôi thép chất lượng cao. Sản phẩm của nhà máy luyện thép là phôi vuông dài 12 mét với hai kích cỡ chủ đạo là 130 x 130 mm và 150 x 150 mm. Mác thép chính là thép hợp kim thấp và thép carbon. Trên dây chuyền cán thép hiện đại của Italia, hai nhà máy cán thép của khu liên hợp đã cho ra đời những mẻ thép thanh vằn carbon thấp từ D10 đến D55 đạt chất lượng cao và thép cuộn từ phi 6 đến 10 mm. Trong khi hiện nay, các nhà máy sản xuất thép tại Việt Nam mới chỉ sản xuất được sản phẩm thép xây dựng cao nhất là D41. Cả hai nhà máy đều sử dụng thiết bị chính là lò gia nhiệt đốt bằng khí than với tổng công suất đạt 850.000 tấn thép một năm. Ngoài ra, trong khu liên hợp còn có các nhà máy cơ điện phục vụ sửa chữa cho toàn bộ các nhà máy trong khuôn viên khu liên hợp, giúp khắc phục kịp thời các sự cố nếu có, nhằm đảm bảo mọi hoạt động của các nhà máy thông suốt 24/24 giờ. Với vị trí địa lý thuận lợi, cách Hà Nội 90 km, cách Hải Phòng 30 km và cách khu neo Hòn Nét 70 km, lại có cảng sông với 4 cầu cảng nằm ngay trong khu liên hợp đã giúp cho việc lưu thông, vận chuyển bằng đường bộ, đường thủy và đường biển từ khu liên hợp trở nên dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng. Đây đúng là thiên thời, địa lợi cho sự phát triển bền vững của khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại Hải Dương. Có thể nói, đầu tư gần 8.000 tỷ đồng cho toàn bộ hai giai đoạn của dự án khu liên hợp là một quyết định táo bạo của Hòa Phát, nhất là trong giai đoạn thị trường thép Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về đầu ra. Nhưng thực tế đã chứng minh hiệu quả vượt trội từ quyết định chiến lược của ban lãnh đạo tập đoàn. Hòa Phát đang có lợi thế cạnh tranh nhờ chi phí sản xuất thấp hơn thị trường và sản lượng bán ra tăng đều đặn. Quan trọng hơn, khi giá điện ngày càng theo xu hướng tăng, công nghệ lò cao tiêu hao ít điện năng sẽ giúp Hòa Phát tiếp tục khẳng định thương hiệu trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn để giữ vững vị thế nhà sản xuất thép hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Là một thành viên của tập đoàn Hòa Phát, công ty cổ phần thép Hòa Phát đã không ngừng nỗ lực và quyết tâm để vận hành tốt khu liên hợp gang thép tại Hải Dương, không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho cả công ty mà còn tạo ra sức bật lớn cho lĩnh vực sản xuất thép Hòa Phát nói riêng, đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tập đoàn nói chung. Một quyết sách chiến lược tạo đà cho sự phát triển vượt bậc, một tiềm lực vững mạnh, chắp cánh cho ước mơ bay xa và một khởi đầu thuận lợi, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát. Tập đoàn Hòa Phát, hòa hợp và phát triển.